quyền lợi không, nhưng phải xem phải lợi xem quyền lợi có không chứ. Không có trong hợp đồng đấy đâu chị. Không phải cứ bệnh là được trả đâu. Đúng rồi. Bệnh nhưng mà phải mua cái gói gì. Không chứ. Bình thường mà mua thì gói gen chi trả. Nếu mà nhá, các công ty giờ gen chi trả của nói chung là để trên thị trường nhưng mà chưa có cái bài là bao nhiêu phốt, không có bài phốt nào về gen mà phải chi trả đâu nhất. Chỉ để ít ít lấy hay soi ấy, hay soi những cái mà chỉ có những trường hợp là khách hàng ấy cũng bung bài của gen lên, sau cùng là mở ra bắt đầu mới trợ cấp ta bảo được chi trả nó có quyền lợi đâu, quyền lợi không có, cứ đòi. Có nghĩa là người ta làm rất là chắc về cái ấy. Rất là rõ ràng. Rõ ràng, chắc. Tức là anh cứ đáp ứng đủ cho tôi bảo vệ đủ cho anh. Đúng rồi. Nhảy xuống biển cứu hai mẹ con, anh thợ lò, anh thợ mỏ vội chạy về cầm phá quên cả đồ đạc máy móc. Thợ mỏ than mình một ơn người tốt việc tốt, công nhân khai thác mỏ hầm lò và cũng trưng bày phân xưởng khai thác than hai. Dương Huy, cùng sinh ra lớn lên ở cầm phá, có nhà mọi nghề mỏ, ba thế hệ làm công ty than Dương Huy. Tuổi trẻ yêu nghề, mỏ giống yêu mà lụt và trông. Được bố trí công việc khác ngoài lò nhưng mùa vẫn quay về làm thợ lò vì điều kiện khi điều kiện sức khỏe cho phép. Đây là không có phải làm chứ, yêu gì người lò đâu. Ai yêu. Chính vì đam mê này đến một cơ duyên khác trong thời tiết giá lạnh mùa đông. Anh đi săn ảnh ở khu vực đường bao biển Hạ Long, giống một quân phép. Hai mẹ con chị